Em nhớ bên mình có làm mũi chỉ xoắn kép giữ được bao lâu? Đây là câu hỏi này để Thành trả lời đi nè. Mũi chỉ xoắn kép thì nó giữ được khoảng từ 3 đến 5 năm em ạ. Nhưng mà mũi chỉ xoắn kép ấy thì nó chỉ phù hợp với những mũi nào mà nó có sống sẵn rồi và chống chỉ định cho mũi mũi gồ này và mũi có những cánh mũi bè to thì làm lên thì nó sẽ không đẹp. Mũi chỉ nó chỉ phù hợp với những mũi nào mà tương đối đẹp sẵn rồi và mũi nó nhỏ nhắn xinh xắn thì lên nó sẽ đẹp. Rồi, ok, anh Thành trả lời cho em thỏa mãn chưa ha? Tiêm khử thâm thì dùng được khoảng độ 1 năm thôi chị, 1 năm thôi là mình làm lại. Hút mí mắt tức là lấy mỡ mí mắt phải không Kim Cương? Lấy mỡ mí mắt thôi đúng không ạ? Mentor thì cũng có nhưng mà nó lại không có được số lượng nhiều đó chị, nó về ít ỏi lắm chị, lâu lâu về được khoảng 1-2 cặp gì đó, nó không có được nhiều như số lượng túi của Motiva. Bạn Nguyên Nguyên có đặt câu hỏi là em muốn sửa mũi cấu trúc lấy mỡ vọng mắt và gọt mặt thì chi phí bao nhiêu chị? Trả lời đi, em có nhớ giá không? Thôi em trả lời đi. Sửa mũi cấu trúc thì có hai loại cấu trúc nha bạn, cấu trúc sụn tai là 45, sóng silicon nha, còn cấu trúc sụn sườn là 75 dành cho mũi mới, còn nếu mà bạn mũi cũ sửa lại thì chi phí nó dao động khoảng độ 50 cho đến 60. Lấy mỡ bọng mắt mí dưới là 12, tiêm gọn mặt là 8. Căng da mặt giá như thế nào? Dạ căng da mặt dao động từ khoảng 45 cho đến 90, tùy là căng mini hay là căng toàn phần ạ. Sửa mũi lần 2 tốn nhiều. Mấy anh mấy chị ơi, em nhã nói nghe nè, mấy anh chị lên trên đây để mà tư vấn trực tiếp như vậy rất là hiếm hoi. Em nói thiệt, mấy chị thử coi tất cả những cái diễn đàn thẩm mỹ, kể cả những cái nơi cơ sở thẩm mỹ lớn á, là có nơi nào mà dám live stream trực tiếp để mà tư vấn khách như bên em hay không? Tại vì sao? Thứ nhất á, khi tư vấn trực tiếp như vậy á, đòi hỏi là cái kiến thức tư vấn nó phải vững, đúng không ạ? Nó phải chuyên môn, nó phải có trình độ, nó phải có để sao? Để cho người hiện tại bây giờ là rất là nhiều người xem mình mà chỉ cần nếu cái kiến thức nó sai á là dễ bị bắt bẻ. Thành ra là thường á là TikTok á là người ta sẽ chỉ quay video thôi. Người ta quay video, người ta tự quay, người ta đã có một cái ví dụ như kiến thức người ta ghi sẵn, người ta học thuộc lòng rồi, người ta quay video người ta đăng lên. Còn không bao giờ có ai mà dám live tư vấn trực tiếp như vậy á, chỉ có em thôi nè, con nhỏ này gan lì lắm. Thứ nhất khi mà live trực tiếp như vậy á là em á là phải tự tin vào khả năng của mình, phải đủ lập luận để làm sao trả lời thuyết phục và không bị bắt bẻ. Cái thứ hai nữa là tự tin về chất lượng bên của mình. Tại vì sao? Nếu như mà tụi em bên em mà làm tầm bậy tầm bạ bị phốt nhiều thì không bao giờ dám live stream trực tiếp như vậy, bởi vì làm cho khách không có tốt á thì mình có thể là người ta tới bệnh viện mình á, mình trốn tránh trách nhiệm được. Nhà lên mạng vậy làm sao em biết được chị nào mời em đó là khách làm tốt hay làm dở, đúng không? Ví dụ như mà em mà cứ suốt ngày em làm mà cho khách mà cứ bị hư hỏng này nọ đó thì chắc chắn những người ta ghét em, ta lên đây là người ta mời em, ta bắt phốt rồi thì lúc đó em tránh sao được, phải không ạ? À? Nên khi tư vấn trực tiếp như vậy nó rất giá trị. Mấy chị đừng đặt câu hỏi về giá. Về giá nó đơn giản quá. Đặt câu hỏi về giá thì cứ lên thẳng website bệnh viện em hoặc fanpage là có sẵn cái giá công khai. Phải đặt câu hỏi về kiến thức thẩm mỹ. Những cái buổi này nó rất là quý giá. Em á, là nói chuyện với mọi người gần như mấy tiếng đồng hồ như vậy nhưng mà không có thời gian nhiều. Thì mình phải đặt những câu hỏi. À tại sao phải làm cái này mà tại sao không làm cái kia, tại sao chỗ kia nó quảng cáo như vậy mà bên Nhã lại không có làm, và ví dụ mấy chị đặt những cái câu hỏi như vậy thì nó sẽ giá trị hơn cho mình. Ok, nhược cơ mi có chữa hết hoàn toàn không hay tái lại? Câu hỏi rất hay đó. Ví dụ như bạn này Liên Phương Nguyễn bạn hỏi là nhược cơ mi có trị hết được không, câu trả lời là không trị hết được. Khi mà các chị xem những cái livestream của em, các chị sẽ thấy rằng á, là em Nhã trả lời rất là chính trực. Có sao em nói vậy nha mọi người. Tốt xấu như thế nào, ưu điểm nhược điểm như thế nào em cũng sẽ nói rất rõ ràng để cho khách hàng tự cân nhắc và lựa chọn dịch vụ. Với cái trường hợp nhược cơ mi thì khi chúng ta làm á, nó sẽ có nhiều cấp độ khác nhau, 1, 2, 3, 4. Và khi mà chúng ta điều trị về nâng nhược cơ mi á, thời gian đầu á, là gần như là không có nhắm mắt khít được. Ví dụ như độ 1 á, là còn nhắm mắt được, còn độ 2 trở đi chắc chắn là nhắm mắt nó sẽ hở và chúng ta phải chấp nhận theo nó cả một thời gian dài. Một thời gian dài luôn. Và cái tỷ lệ mà điều trị được nhược cơ nâng mi thì là được 80% là lý tưởng nhất rồi, không được 100%. Có một số anh chị là chúng ta bị nhược cơ mi, liệt cơ mi luôn á, tức là mắt một bên là nhắm nhắm hẳn nhìn một bên mở. Thì khi mà điều trị bằng cái chỉ nâng cơ mi silicone á thì cái hiệu quả của nó mà bác sĩ làm đẹp nhất đó là 80%, mắt vẫn có tỷ lệ chinh 80.
Ok bạn Liên Phương Nguyễn nha. Rồi. Có nhỏ bạn nó làm ở đâu không biết mà đầu mũi của nó muốn lộ đầu mũi nếu để lâu bị thủng. Dạ, đúng rồi. Khi mà chúng ta nâng như thế này nè, các anh chị đi nâng mũi, các anh chị lưu ý giúp em Nhã, đó là chúng ta phải làm sao cho phù hợp gương mặt của mình. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải biết lắng nghe bác sĩ. Tại vì như thế này, em ví dụ đơn giản thôi, da của anh chị có 10 phần thôi mà các anh chị đòi làm cao tới 11 phần, thì lúc đó chúng ta kéo giãn cái phần da ra đó, thì lúc mới làm thì đương nhiên là ok, lúc mới làm thì vẫn được đó, nhưng mà theo thời gian về lâu về dài thì sao ạ? Cái da mình nó sẽ bị kéo căng, nó mỏng ra, nó giống như là cái quả bóng khi chúng ta bơm tới một cái thể tích nhất định nào đó, nó chịu không nổi, nó nổ cái bụp. Thì cái da của chúng ta cũng vậy, đến một cái thời điểm nào đó nó không còn đủ độ để đàn hồi nữa thì buộc lòng sao cái sụn nó phải đâm thẳng ra, đúng không ạ? Cho nên là thường thường á, bên em mà nâng mũi cho khách hàng á, tụi em sẽ nâng trong khoảng, ví dụ như khách có da 10 phần tụi em chỉ nâng 9 thôi các chị, không bao giờ tụi em nâng tới mức tối đa nhé.